Thưa quý vị, câu chuyện của Lương Thế Vinh đã là tuyệt vời. Câu chuyện của cụ Mạc Đĩnh Chi còn hay nữa, chúng ta sẽ bàn trong những phần sau. Nhưng mà tiếp đến chúng ta không thể nào quên được ông cụ Trạng Vũ Công Duệ. Cụ Trạng Vũ Công Duệ là người làng Trình Xá, tỉnh Sơn Tây. Sơn Tây có rất nhiều nhân tài, quý vị thấy không? Mới ngoài 20 tuổi, Công Duệ đã thi đỗ trạng nguyên, làm chức đô ngự sử cuối đời nhà Lê. Tánh khí cương trực, các cụ nho đều là như thế cả. Các quan văn võ mọi người đều kính nể. Khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, cụ Vũ Công Duệ cương quyết không theo bọn nịnh thần và nghịch thần. Cụ chửi mắng Mạc Đăng Dung thậm tệ, rồi ôm ấn nhảy xuống cửa thần phù tự tử. Thuở nhỏ, cụ Công Duệ nhà nghèo, một hôm cha mẹ đi vắng, có người đến đòi nợ hỏi: "Cha mày đâu?" Cụ Duệ trả lời: "Cha tôi đi giết người." Người đòi nợ lại hỏi: "Mẹ mày đâu?" Duệ trả lời: "Mẹ tôi đi cứu người." Người đòi nợ lấy làm lạ hết sức, hỏi vặn mãi. Duệ mới bảo: "Có chịu mất gì mới nói cho mà biết." Người đòi nợ bảo rằng: nếu mày cứ nói thật đi, tại sao cha mày đi giết người, mẹ mày đi cứu người, rồi ta sẽ tha nợ cho nhà mày." Nghe nói thế, Duệ lấy một cục đất sét dẻo, bảo người đòi nợ in tay vào làm chứng. Quý vị thông minh, nhỏ như thế mà đã bắt đầu biết lăn tay để lấy chứng cứ. Sẵn tính tò mò, người này cũng in ngón tay vào. In xong, Duệ mới nói: "Này nhé, cha tôi đi giết người, tức là đi nhổ mạ. Còn mẹ tôi đi cứu người, tức là đi cấy đó." Người đòi nợ lấy làm lạ, anh ta ra về và hôm sau lại đến đòi. Công Duệ mới cầm cục đất sét hôm trước ra và nói: "Tay ông còn ký vào đây, sao ông còn đòi nữa?" Người đòi nợ không biết nói sao, lại phục về cái tính thông minh lạ lùng, nên khuyên cha mẹ Duệ cho con đi học và giúp số tiền đó cho cậu ăn học. Chuyện này đã lấy làm lạ, và đến chuyện sau này mới là một cái chuyện lạ lùng nữa. Một hôm nọ, cũng mấy đứa trẻ đi học chơi trên đường cái, Công Duệ lấy đất nặn thành một con voi, bắt hai con bướm làm hai tai, bắt một con đỉa làm vòi, và lấy bốn con cua làm chân. Thành ra voi biết đi, biết vẫy hai tay và co vòi lên xuống. Lúc đó có một vị quan cưỡi ngựa đi qua, thấy mới làm lạ, liền ngừng lại xuống xem và bảo: "Mày đã đi học rồi, vậy ta ra cho câu đối, đối được ta sẽ thưởng tiền cho." Rồi trả lời: "Được, vị quan ra đi." Ông mới nói rằng: "Đồng tử lục thất nhân, vô như nhĩ sáo." Nghĩa là trẻ nít số bảy em, không ai hơn mày khéo. Duệ mới hỏi: "Thế ông là gì đã nào?" Vị quan mới trả lời: "Ta là lang trung, mỗi tháng ăn 2.000 thạch lúa." Quan nói xong thì Duệ mới ứng khẩu, nói rằng: "Lang trung nhị thiên thạch, Mạc Nhược Công." Nghĩa là quan lang 2.000 thạch chẳng ai bằng ông. Quan hỏi: "Tại sao mày lại đối thiếu mất một chữ?" Duệ trả lời: "Còn một chữ nữa tôi để dành, hễ quan lớn thưởng tiền thật thì tôi đối là liêm, bằng không thì tôi đổi làm tham." Vì quan nghe nói phải phục tài và thưởng cho để lấy chữ lang trung nhị thiên thạch Mạc Nhược Công liêm, là con người thanh liêm. Ông làm quan, quan lang 2.000 thạch không ai bằng ông liêm. Nghe kể sự tích, có người bảo rằng là Công Duệ nếu mà sinh ở thời này thì chắc là thành danh và sự nghiệp phải khét tiếng toàn cầu. Nếu là nhà báo học, nhà bác học, thì hắn phải không chịu nhường bước các nhà sáng chế ra nguyên tử lực và kinh khí, thiết nghĩ không phải là ngoa. Rồi chúng ta lại có câu chuyện nữa. Người ta thường nói là đa số nhà nho khí tiết là những kẻ ngông cuồng, ngông nghênh ngang tàng.
xét ra cũng chẳng phải thua gì, không phải là ngoa đâu. Nhưng ông mà đến như ông Nguyễn Thế Nghi mới thật là cái ngông đáng phục, mà cũng là cái ngông ít có. Ông Nghi là sinh vào thời Lê Thánh Tôn, người làng Mộ Trạch, tỉnh Hải Dương, là em ruột của Đàm Quốc Công Nguyễn Thế Ân và là chú phò mã Nguyễn Thế Tử. Ông Nghi có cái tính bừa bãi nhưng chí khí cao thượng, văn hay chữ tốt và rất sở trường về thi phú quốc âm. Năm 15 tuổi, ông đã thi đỗ cống sinh. Theo lệ thời ấy, các thí sinh trúng tuyển vào tạ quan trường thì phải mặc áo lam và đội mũ lam, nhưng ông Nghi lại chơi cắc cớ mặc áo màu hồng và thêu đuôi quạ. Quan trường khó chịu lắm, nhưng vì e nể quốc công nên bỏ qua. Để rồi ông Nghi chưa kịp đến làm quan thì nhà Lê bị nhà Mạc cướp ngôi. Ông giữ khí tiết tránh nhà Mạc vào ẩn trong chùa Trường An, nhất định không ra làm quan với nhà Mạc vì đó là bạo chúa và lại ăn cướp của nhà Lê. Và ông chơi thân với từ nhỏ nên vua Mạc là Mạc Đăng Dung cho đi người mời ông ra làm quan, tìm mãi mới được nhưng phong gì ông cũng từ chối, chỉ xin ban cho một danh hiệu. Mạc Đăng Dung mới hỏi danh hiệu gì, ông Nghi chỉ xin ban cho danh hiệu là Đại Hưng. Đại Hưng là tên của Nam Thành, lúc ấy lẽ ra không được, nhưng Đăng Dung cũng sắc ban cho ông làm tước Đại Hưng Hầu. Được danh hiệu ấy rồi, ông liền làm một câu thơ nôm để ngâm nga và để ngay vào phía tả của Đại Hưng. Ai hùng ai ấy nhung nhăng, nào ai đến cửa Đại Hưng cũng luồn. Và cửa nhà của ông đều là Đại Hưng. Đặng Dung thấy thế biết ông bạn cố ý sỏ, tự khoe là ngồi trên cả mình, nhưng cũng mặc. Các quan đề nghị xóa đi, nhưng Mạc Đăng Dung vốn biết ông là người ngông nên cứ bảo để như thế. Vì vậy khi mà sứ Tàu sang phong vương, thấy câu ấy họ không chịu đi qua. Các triều thần phải hết sức cắt nghĩa cho đó là chữ của một cuồng sĩ, để vào lâu rồi họ mới nghe ra mà thôi không đòi cao ngạo mà không đòi xóa đi. Sau đó ông Nghị đi tu ở chùa Trường Lạc, nhưng tu mà ông vẫn để tóc, vẫn uống rượu, ăn thịt và lấy vợ. Có kẻ bảo rằng thế thì còn tu cách nghĩa lý gì nữa. Ông mới phản đối đáp ngay: ta tu là tu tâm dưỡng tính, Phật bảo tu là thế, có đâu phải tu là ăn chay và gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật hỏi bằng ở thật làm lành không. Kẻ ông cũng là tay ngông đã vang bóng một thời, và ngông để đối với một ông hoàng đế thì cũng là một cái ngông hiếm có. Nhắc lại câu chuyện này, có kẻ chê cái ngông ấy không ích lợi gì cả, nhưng thân ơi, nếu ở cái thế gian này mà chưa làm cỏ được hết bọn ra vào luồn cúi, bọn theo đó măn tản, bọn mượn gió bẻ măng, thì con người ngông ấy nếu sống vẫn còn đang đứng trên đầu trên cổ nhổ vào mặt vô số cái loại người mất tư cách kia. Rồi lại có một câu chuyện nữa là bảo sao người chẳng nhớ lời Hàn Dũ. Đây là một câu chuyện kể các danh nhân ở nước ta, người đáng kể và là hàng nghèo khổ nhất trong lục trong lúc thiếu thời là ông Lương Hữu Khánh, binh bộ thượng thư đời nhà Lê Trung Hưng. Ông người làng Hội Chào, tỉnh Thanh Hóa, con cụ Bản Nhãn, Lương Đắc Bằng. Khi cụ Bằng Đắc Bằng tạ thế, Hữu Khánh còn nằm trong bụng mẹ. Bởi cha mất sớm nên ông bị cảnh nghèo khó ngay lúc oa oa chào đời. Nhà nghèo Hữu Khánh là ăn nhiều ấy mới thật là khổ. Vì thế nhân mẫu, thân mẫu ông thường phải nhịn đói để nuôi con. Nhưng mà ông học rất thông minh, năm lên 10 tuổi đã làm thơ rất hay. Một hôm qua bến Tam Kỳ cùng một chuyến đò với ba nhà sư đi cùng, đem theo vô số là oản chuối. Hữu Khánh lại xin lộc nhà Phật, nhà sư lấy cho mấy phẩm oản và ba trái chuối. Ông từ chối không nhận, nói rằng học trò nghèo nhịn đó mấy hôm mà bố thí như vậy thì chẳng bỏ dính mép. Thế xưng là học trò, nhà sư bảo Hữu Khánh làm một bài thơ tức cảnh. Một học trò và ba nhà sư đi cùng một chuyến đò, hễ chưa đến bến mà đã xong thì có bao nhiêu thưởng hết.
Hữu Khánh vâng lời, thuyền chưa đến bến đã xong một bài thơ tuyệt vời như sau: một hòm kinh sử níp kim cương, người tớ cùng sang một chuyến đường. Đám hội đàn trai người đùng đỉnh, sân trình cửa khổng tớ nghênh ngang. Sao người chẳng nhớ lời Hàn Vũ, đây tớ còn căm chuyện Thủy Hoàng. Một chốc lên bờ đà tiễn biệt, người thì lên Phật tớ nên sang. Bài thơ này Hữu Khánh đã tả sát với đầu đề tức cảnh, tự đề cao mình là một môn đệ trung thành của đạo Khổng, nên nghĩ còn giận Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, và đã kích nhà sư sao không nhớ lời Hàn Vũ, danh nho xưa cho đạo Phật là ta thuyết tả thuyết dị đoan. Tuy thế các nhà sư vẫn không tự ái và cho đó là khí phách anh hùng của kẻ sĩ xưa. Các nhà sư cho là hay và phục nhất là hai câu luận: sao người chẳng nhớ lời Hàn Vũ, đây tớ còn căm chuyện Thủy Hoàng. Có tất cả gần 100 quản chuối của nhà sư Thưởng, Hữu Khánh ngồi ăn một lúc hết. Mọi người trong thuyền ai nấy đều kinh dị. Hữu Khánh ăn xong, các nhà sư lại thưởng thêm ít quan tiền. Khi tới bến, nhà sư muốn nhận Hữu Khánh về nuôi cho ăn học, nhưng ông đã từ chối. Đây là một trong những cái sự kiện mà quý vị thấy không? Chúng ta có hàng ngàn câu chuyện tuyệt vời về các cái nhân vật dị nhân của lịch sử của chúng ta với trên 5.000 năm văn hiến. Ước mong nhiều vài câu chuyện vừa rồi đã làm cho quý vị cảm thấy ôn cố tri tân, nhìn lại cảnh xưa mà nhớ lại tương lai và hãnh diện cho con cháu nước Việt. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.